lao vào đời và kiếm cơm, lao vào đời và kiếm cơm, mong là lo được cho no bụng và cũng mong để lại cho đời chút tiếng thơm như những cánh chim nhỏ tập bay trong giang nan. Ở trong rap thì ít ai mà diễn tả tình yêu mà đẹp được như Đen Vâu hết. Chào em, chúc mừng em và một năm quá thành công. Nếu như mà anh được chọn một đối thủ để viết những cái bài nhạc tình ca mà lãng mạn thì chắc chắn anh sẽ chọn em. Hy vọng sẽ có một lần nào đó mình sẽ được dịp đối đầu bằng cái cách đó. Con người của Đen là vậy thôi, chỉ cống hiến thôi. Anh rất là trân trọng tại vì thực sự chỉ muốn cống hiến cho nghệ thuật mà không còn gì khác á. Và anh nghĩ Đen làm theo cảm tính rất là nhiều. Và cái điều đó cũng là một cái giá trị rất là lớn của một người nghệ sĩ mà không phải ai cũng có. Anh rất là vui vì Đen thành công như vậy, tại vì Đen xứng đáng được như vậy. Còn để lý giải cái sự thành công nó đến từ đâu thì anh không biết. Anh chọn Đen là đối thủ không phải vì Đen thành công, mà anh chọn Đen là đối thủ tại vì cái tình yêu âm nhạc của mình đó. Anh đang ở cái level đó với Đen. Anh yêu âm nhạc như vậy đó, Đen nó cũng yêu âm nhạc như vậy đó. Thì nếu mà so sánh thì và đối thủ của anh thì anh nghĩ là Đen. Mỗi khi ngồi nói chuyện với Đen, anh đều nhận ra một cái gì đó hay ho hết đó. Nó là những thứ đơn giản thôi, nó không có gì xa vời hết đó. Nhưng mà mỗi lần anh ngồi xuống uống cà phê với Đen là đều có điều gì đó để anh phải wow. Thực sự đây là ở đây là hơn là một nghệ sĩ nữa, mà đây là một con người mình rất là đáng để mình tôn trọng. Có một câu hỏi của một bạn khán giả đó là Ricky thích style của anh Bin hơn hay anh Đen hơn? Cả hai người Ricky đều thích nha. Anh Đen là một cái thể loại mà không có cái gì để chê được hết. Còn anh Bin Z thì những cái pha quá ngầu đi. Trời. Và thời điểm hiện tại theo Lê Thái chia ra hai cái luồng xu thế. Một là giản dị mộc mạc như là Đen, hai là xanh chả, sang chảnh chanh xả vùng vù giống như là Bin. Thì không biết là bạn nhận xét sao về hai cái môn phái này, và bởi vì bạn cũng là bạn của Bin nữa thì không biết là mình có cái sự thiên vị nào hơn cho Bin không ạ? Nó là những cái trường phái khác nhau thôi, giống như kiểu võ có võ thiếu lâm, võ đang hay là nga mi gì đấy. Đúng rồi. Thì trong rap nó cũng sẽ có rất là nhiều trường phái khác nhau, không chỉ là có rap về như Đen Vâu là rap về đời sống, rap về những cái thứ gọi là lãng mạn hóa, về những góc nhìn lãng mạn hóa của đời sống. Binz thì sẽ rap về tình yêu và những lúc ăn chơi vui vẻ, và còn rất là nhiều các cái mảng khác. Đúng rồi, rất là nhiều các cái mảng để mà mình khai thác, tại vì con người đâu chỉ một hai cảm xúc như vậy. Con người mỗi một cảm xúc là đều có thể rap và đều có thể trở thành một trường phái riêng của rap. Thì bản thân bạn thì bạn sẽ thích môn phái, trường phái nào hơn ạ? Mình thì thích kiểu nhạc nào cũng nhảy, nên là nghe tất cả các loại nhạc, cho nên là bất kỳ trường phái nào mà mình cảm thấy thu hút ở cái thời điểm đấy thì mình sẽ thử dấn thân vào xem. Okay. Như Đen Vâu mình thì mình không chơi thân với Đen Vâu, nhưng mà mình có quen với Đen Vâu và mình cũng nhìn cũng chứng kiến con đường đi lên của Đen Vâu từ rất là lâu cách đây. Thì Đen Vâu luôn luôn là một người rất là khiêm tốn, luôn luôn rất là humble, rất là khiêm nhường với những người xung quanh và trong bản thân âm nhạc cũng vậy. Và mình rất là thích cái cách mà Đen Vâu giữ được cái ngôn từ của mình, cái style của mình để phát triển nó cho đến tận bây giờ. Đó, và cho đến bây giờ kể cả khi Đen Vâu đã có tên tuổi rồi thì Đen Vâu vẫn giữ được cái chất đấy và cái tinh thần đấy, thì mình nghĩ đó là một cái tinh thần striver. Mình thì mình cũng biết Đen từ rất lâu rồi, và nếu mà bảo là Đen là một người thành công dễ dàng và bằng phẳng thì cũng không phải. Biết Đen từ rất là lâu rồi, Đen cũng lớn lên từ underground giống như tất cả các anh em ở đây thôi. Yeah. Và cái lợi thế của Đen thì là Đen là một người sử dụng ngôn từ rất là hay, và đấy là một trong những cái yếu tố mà có thể tạo được cái cá tính âm nhạc riêng cho một rapper. Nghệ thuật là những thứ bay bổng, và cách mà Đen Vâu đến được với người nghe là Đen Vâu làm cho người ta cảm được cái nhạc của Đen Vâu. Đấy là cái Đen Vâu rất là thành công, và không ai có thể phủ nhận được điều đấy cả. Bỏ qua những thứ liên quan đến những cái mà mọi người hay nói đến về Đen Vâu đi, thì chúng ta đang làm một
rất là nhiều thứ cho nền giải trí và nghệ thuật. Những thứ đó là những điều mà làm cho nghệ thuật và giải trí được ươm mầm và làm nở hoa rất là nhiều thứ mà tất cả các đối tượng mình hướng đến đều là khán giả, đúng không? Và Denver là người được khán giả chấp nhận. Đấy, cớ tại vì sao cứ phải đi hỏi vòng vo là Denver có phù hợp không, hay là Denver tại sao lại không ngồi, hay là này nọ. Từ những cái điều đấy, mình nghĩ là năm 2020 rồi mình không nên bàn tán quá nhiều về những cái vấn đề đấy. Quan trọng là Denver thành công trong lòng khán giả, và Denver xứng đáng được mọi người nhìn, mọi người nghe, mọi người đánh giá. Đấy, đấy là những cái mà chúng ta nên hướng đến. Ok. Fit với Denver đi anh. Được không nhở? Sao mà được? Anh đen đỉnh lắm. Denver là đỉnh cao ấy. Thật sự ấy, Denver là đỉnh cao ấy. Đỉnh cao trong nhiều mặt. Không chỉ nhạc. Cái cách mà cái tổ chức của Denver đưa cái hình tượng của Denver đi lên ấy, nó vẫn giữ được cái màu, một cái điều rất là đẹp, chiêu chiêu, nổi tiếng. Mình không bao giờ có thể nổi tiếng cỡ như Denver được, anh em hiểu không? Anh thấy rap của Dan, B-Ray, MTP có giống nhau hay mỗi người có một màu sắc riêng? Mỗi người một màu sắc riêng chứ. Dan thì sâu sắc, ẩn dụ. Cảm ơn người đã theo dõi, cảm ơn người đã lắng nghe, cảm ơn những khi đông đúc, cảm ơn cả những vắng hoe, cảm ơn vì đã cháy rực, cảm ơn vì đã khát cùng, cảm ơn người đã khen cổ và cảm ơn người đã hát cùng. Như là những con sóng nhấp nhô và trùng đẹp trùng.